quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố chưa phát hiện biến thể XBB.1.5. Đây là biến thể phụ được WHO đánh giá là dễ lây lan nhất của Omicron. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo kết quả giải trình tự gen từ tổ chức Ocru, đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford. Theo đó đã phát hiện 3 trên 52 mẫu vết họng từ người bệnh đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có biến thể XBB trong tháng 12 năm 2022. Theo kết quả này chiếm ưu thế vẫn là biến thể BA.2.75. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát biến thể SARS-CoV-2 từ cộng đồng trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 mẫu là biến thể XBB xuất hiện vào trung tuần tháng 11 năm 2022, chiếm ưu thế vẫn là biến thể BA.2.75.